Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật của anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi JLPT N2 tháng 7 năm 2022, phần thi Mojigoi. Đầu tiên là môn đai 1. Câu số 1 này. Sonotoji no nanani ga amari nai. Chữ Hán được gạch chân các bạn sẽ thấy là chữ ký và chữ ức. Như vậy thì chữ ký và chữ ức sẽ đọc là kyoku. Chúng ta sẽ chọn số 4 là chính xác. Ký ức có nghĩa là cái ký ức hoặc là cái sự ghi nhớ. Cái ký ức lúc bấy giờ thì không có mấy, không có, tức là tôi không có nhiều cái trí nhớ, tôi không nhớ cái lúc đó nó xảy ra cái chuyện gì. Các từ, ví dụ như là số 1 chúng ta sẽ có từ đọc là ký điếu cự sẽ là chữ gì nhỉ? Ký điếu cự sẽ là chữ khí và chữ lực. Đây, ký điếu cự này. Ký điếu cự không có nhé. Kiroku sẽ là chữ ký và chữ lục, bản ghi chép hoặc là kỷ lục này. Các bạn có thể nhớ thông qua cái một chữ mà chúng ta được học ở chương trình N3, đó là chữ oku, chỉ gì nhỉ, chỉ 100 triệu. Đây, các bạn thấy nó rất là giống nhá, nó là có bộ nhân đứng và chữ ý ghép với nhau đấy, đọc là oku. Thì chiêu cự thì bằng 100 triệu đấy, thì nó cũng sẽ đọc là ô cự như vậy. Ngoài ra thì các bạn còn có một từ nữa sau này ở trên N1 các bạn sẽ học chữ ức trong từ ô cư biểu, có nghĩa là yếu đuối, cũng tương tự này. Thì thông thường ấy, các chữ Hán mà nó có cái phần cấu thành giống nhau thì nhiều trường hợp sẽ đọc tương tự như nhau, các bạn có thể dựa vào đó để các bạn lựa chọn được phương án chính xác. Câu số 2. Maeda-san ga sonnani Nanani Hitora to Shirimasen deshita. Từ được gạch chân là chữ vĩ. Như vậy thì chúng ta sẽ đọc là Erai. Chúng ta chọn phương án số 2. Erai có nghĩa là vĩ đại. Chữ vĩ này nếu mà âm Onyomi sẽ là Y đúng không? Ví dụ chúng ta có trong từ Idai này. Hay Idai hay là trong từ vĩ nhân. Những người vĩ đại. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? À, tôi đã không hề biết rằng anh chị Maeda lại là người vĩ đại, lại là người thông minh đúng nhỉ? Lại là người xuất chúng đến vậy. Các từ, ví dụ như là từ kashikoi. Kashikoi chúng ta sẽ có chữ hiền sẽ đọc là như thế. Kashikoi. Đây. Erai là chữ vĩ nhá. Sugoi là chữ thê trong từ thê thảm này. Kanji N1. Srudoi. Nhạy bén, nhanh nhạy, sắc bén, chữ nhuệ. Tiếp theo chúng ta có câu số 3. Câu số 3. Watashi ga shigoto no hanashi o hajime tara nanani ni Nishida san no kigen ga waruku natta. Tôi bắt đầu nói chuyện công việc. Đấy, thì cái sắc mặt, cái tâm trạng của anh, của chị Nishida ấy trở nên tệ đi, xấu đi. Từ được gạch chân này thì tương đối là khó, bởi vì là cái chữ đằng sau này này, đây là chữ đoan. Chữ này nó sẽ là xếp vào kanji N1 các bạn. Nhưng mà đôi khi là người ta vẫn hỏi ở phần N2. Thì cái chữ đoan này đọc là tan. Như vậy chúng ta sẽ có cái câu này sẽ đọc là tô tàn. Các bạn chọn phương án số 1 nhé. Tô tàn có nghĩa là ngay sau đó. Thật ra thì các bạn có một cái ngữ pháp quan trọng của N2 các bạn được học, mang nghĩa là ngay sau khi, đó là ngữ pháp tô tàn nhĩ. Nếu mà chúng ta đánh ra Hán tự ấy, nó sẽ có kanji là như thế đấy. Đây các bạn nhìn này, ngữ pháp tà tô tàn đấy có nghĩa là ngay sau khi A thì B. Tôi bắt đầu nói chuyện công việc cái là ngay sau đấy sắc mặt của người này trở nên tệ đúng nhỉ, người ta không thích nói về công việc chẳng hạn. Các từ như là yotan hay là tanto thì không có, còn tanto trường âm chúng ta sẽ có chữ đảm và chữ đương, có nghĩa là đảm nhiệm, phụ trách. Ở đây chữ đoan này là kanji tương đối là khó, bởi vì nó là kanji của N1. Thì ôn một chút biết đâu người ta sẽ hỏi cái chữ này này, nó sẽ có âm kunyomi là hashi này các bạn này. Đây, ví dụ đánh nó sẽ ra này các bạn.
có nghĩa là mép nhá, mép đường, vệ đường. Đấy, có thể dùng đọc là ha tờ cũng được. Ví dụ như là michi ba tờ có nghĩa là cái vệ đường. Còn âm ghép ấy nó đọc là tan, ví dụ trong từ này là tô tan. Ngoài ra thì các bạn còn có từ kiều cư tan, cực đoan. Rồi, câu số 4, một câu về âm cưn của động từ Spichitai kai no shikai nanani. Đây là chữ vụ. Như vậy chữ vụ sẽ đọc là tsutomeru. Chúng ta sẽ chọn phương án số 4. Tsutomeru có nghĩa là đảm nhiệm, đúng không nhỉ? Giữ vai trò. Tôi đảm nhiệm cái chức vụ là shikai, là người dẫn chương trình trong cuộc thi hùng biện. Các từ còn lại nhé, chúng ta có từ matomeru. Matomeru đây rất là phức tạp, gần như là người ta không có dùng cái chữ này để người ta viết cái từ matomeru đâu. Hình như là chữ này còn ngoài bảng thực dụng này, âm Hán Việt CC cũng quên mất rồi. Ngoài bảng thực dụng 2136 chữ. Yameru thì có thể là chữ chỉ hoặc là chữ từ. Từ bỏ này. Sadameru là chữ định, quyết định, ấn định, xác định. Chữ vụ sẽ có âm kunyomi là từ to trong tsutomeru như thế này. Còn âm onyomi sẽ là mư nhé các bạn nhé. Ví dụ như chúng ta có từ gimu, nghĩa vụ. Hay là trong từ nimu là nhiệm vụ. Câu số 5, câu cuối cùng của Monai 1. Kore wa tokubetsu na nanani de tsukurarete iru so da. Đây nghe nói được làm từ cái gì đó đặc biệt. Hán tự sẽ là chữ tố và chữ tài, đúng không? À, chữ tố và chữ tài thì sẽ đọc như thế nào? Chữ tố sẽ là xô không trường âm. Như vậy chúng ta sẽ đọc là xô dài. Chúng ta chọn phương án số 3 nhé. Xô dài. Có nghĩa là nguyên liệu. Đây được làm từ nguyên liệu đặc biệt. Nghe nói là như thế. Các phương án còn lại chúng ta có từ số 1 này. Này. Đồ ăn này, show dai này, chữ thương và chữ tài này, kiểu như là tài sản kinh doanh này. Show dai này là sở tại. Chữ tố này về bản chất ấy, nó được xét ở kanji N1 đọc là so khi ghép âm. Ví dụ các bạn có một số từ khác như là soshitsu, tố chất. Đấy, hay là gì nhỉ? Hay là yoso, yếu tố này. Còn nó có thể đọc là sư nữa nhá. Ví dụ trong từ gì đấy? Trong từ sugao. Sugao là mặt mộc. Hay từ subarashi này. Tuyệt vời. Rồi chúng ta sang môn đai số 2 là môn đai nhận diện mặt chữ Hán. Câu 6. いつの間にか太陽が昇っていた。Không biết từ khi nào thì mặt trời đã昇る。昇っていた có nghĩa là mặt trời đã mọc. Thì chúng ta sẽ dùng chữ nào? Chữ số 3 đúng không? Thăng. Một này là chữ gì nhỉ? Một là chữ khứ. Chữ này sẽ đọc là gì? Saru. Sate nhá. Số 2 chúng ta có chữ này là chữ chí, đúng không? Trong từ hạ chí đông chí đấy, chữ này sẽ đọc là itaru, itate. Cái chữ này nó sẽ là thuộc về phần ngữ pháp N1, sau này sẽ học rất là nhiều. Ví dụ như là ni itate, ni itate wa, ni itaru made. Số 3 là noboru này, và số 4 chữ này là chữ chiếu, teru, tete, hoặc là terasu, teraste. Chữ thăng này nha, nếu mà âm onyomi á, nó sẽ ghép âm, nó đọc là show. Ví dụ các bạn có từ josho này, một từ vựng quan trọng của N2 đấy, có nghĩa là tăng cao. Câu số 7, suichoku ni se o hiku.
Vẽ một đường suy cho cự, vậy thì chúng ta sẽ biết ngay là vẽ một đường vuông góc đúng không? Chúng ta sẽ dùng chữ thùy và chữ trực, như vậy sẽ là số 4 suy cho cự yon bằng. Chúng ta có số 1 nha, đây là chữ thừa lên xe, và đây là chữ đỉnh đằng sau, đỉnh núi đấy. À, không phải, số 2 là chữ thừa và chữ trực. Số 3 là chữ thùy và chữ đỉnh, và 4 là thùy và trực. Đây phải là đúng là 4 nhá. Câu này tính ra cũng khó bởi vì là chữ thùy này là kanji của N1. Chữ thùy sẽ có âm kunyomi là ta, ví dụ trong từ thareru. Đây, thareru có nghĩa là thõng xuống, nhỏ xuống, ví dụ như là nước mũi nó nhỏ xuống ấy, cũng có thể dùng từ này, hoặc là cành cây nó buông xuống, nó buông thõng xuống cũng dùng từ này. Âm ghép đọc là sư. Câu số 8. Kenkyu se o ukeru a ukeireru tame ni jūkyō kakuhō suru hitsuyō ga aru. Các bạn thấy người ta gạch chân chữ đọc là jūkyō. Vậy thì chúng ta sẽ dùng chữ nào đây? Dịch qua qua cái câu này xem người ta nói gì này. Người ta bảo là để tiếp nhận nghiên cứu sinh thì cần phải đảm bảo về cái gì đó. À, cần phải đảm bảo về jūkyō. Chúng ta cùng xem qua các phương án. Số 1, chữ chú và chữ trạch. Như vậy chữ này phải đọc là jūtaku thì mới đúng, đúng không? Đây là jūkyō thì không phải rồi. Số 2 là chữ chú và chữ cư. À, chú cư, cư trú, nơi ở, chỗ ở. Chính xác nhé. Các bạn chọn 2. Số 3, chúng ta có chữ chú và chữ gia. Chữ này là jūka. Và số 4, không tồn tại, chú và chữ ốc. Câu số 9, một câu về động từ âm kunyomi này. Saigai ni sonaeru koto wa totemo taisetsu da. Sonaeru là chữ gì đây? Chữ bị đúng không? Chúng ta chọn phương án số 1. Cái việc mà phòng bị, chuẩn bị, ứng phó đúng nhỉ? Với các thiên tai thảm họa là điều rất quan trọng. Chúng ta chọn số 1 nhé. Số 2 này, hán tự là chữ bị, nhưng mà chữ bị này không có âm kunyomi. Sai. Số 3 đây là chữ chỉnh. Chữ này sẽ đọc là totonoeru. Totonoeru. Biết đâu người ta sẽ hỏi đấy. Các bạn cái từ totonoeru này đấy, có thể là mặt chữ hoặc là ở phần cách đọc. Có nghĩa là sắp xếp điều chỉnh này, không phải. Số 4 đây là chữ khống, kanji N1. Hikaeru. Không chính xác. Câu số 10. Tenkei teki na deo agete setsumei shita. Tôi đã đưa ra một cái ví dụ tenkei teki để tôi giải thích. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án nào? Tenkei teki có nghĩa là mang tính điển hình đúng không? Các bạn sẽ dùng chữ điển và chữ hình. Một là điểm là sai này. Loại luôn 1 với 3 là điểm là không đúng. Vấn đề đây là 2 với lại 4. Đấy, đều là chữ hình đằng sau nhưng mà nó khác nhau. Các bạn có cái chữ hình mà ở phương án 2 ấy, nó sẽ thường tượng trưng cho cái gọi là hình dạng, hình dáng. Còn cái số 4 ấy, nó sẽ thường là như kiểu là loại hình. Thì ở đây điển hình nó mang tính chất loại hình đúng không? Chúng ta sẽ dùng phương án số 4 nhá, là phần chính xác. Đấy, các bạn có thể nhớ này, một số chữ mà có cái chữ hình này, có chữ hình của 2 nhá. Đây. Cái chữ này nó sẽ đọc là katachi, là âm kunyomi. Còn âm ghép ấy đọc là ke. Ví dụ một số từ như là từ keshiki này, hình thức này. Đấy. Hay là các bạn có từ gì? Hay là các bạn có từ hình gì nhỉ? À, keyoshi, tính từ. Hình dung từ đấy, từ khiến chúng ta hình dung ra mọi thứ ấy. Tính từ nhá. Còn cái chữ hình này, đây là âm cư, nó sẽ đọc là kata, và thường nó sẽ biến âm thành gata khi ghép. Ví dụ như các bạn có từ ketsueki gata chẳng hạn. Ketsueki gata là nhóm máu. Hay là các bạn có từ kamigata là kiểu tóc. Sẽ là cái chữ đó.
Còn ghép âm ấy cũng đọc là kê, nhưng mà trong từ ví dụ như từ đuôi kê này, loại hình đây, loại hình đây, hay là mô kê, mô hình. Còn một hình nữa các bạn nha, còn một hình nữa, cái chữ hình đó ấy, nó là cái phần trên của cái chữ hình số 4 này. Hình đấy là trong từ hình sự này, ví dụ kg này, kg đúng không, hình sự này, hay từ số kê, sử hình, hay là xí kê, tử hình. Đó, chúng ta nghe thấy rất là nhiều hình trong cuộc sống hàng ngày, nhưng mà không biết là hình nào và mang nghĩa gì thì qua đây các bạn có thể hiểu thêm. Đây là cái điểm mà giúp chúng ta hiểu thêm về tiếng Việt. Rồi chúng ta sang môn đai tiếp theo, môn đai số 3, môn đai gồ kê xê. Rất là nhiều bạn sợ cái môn đai này. Đây là môn đai mà chúng ta sẽ cần phải tìm cái từ ghép vào cho phù hợp. Câu số 11. Bunya no hito to hanasu no wa ishigeki ni naru. Các bạn thấy là ở đây người ta có từ bunya. Cái việc nói chuyện với người mà cái lĩnh vực sau đó thì nó sẽ trở thành một cái rất là kích thích, một cái rất là thú vị. Vậy các bạn dùng chữ nào? Một, gia cự là ngược này. Hai là y này, dị này, khác này. Ba là chữ phó này, phước cự. Và bốn là chữ lý. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái nào là chính xác nhỉ? Chúng ta sẽ có chính xác là y đúng không? Một cụm cố định y bưng ya có nghĩa là cái lĩnh vực khác. Ví dụ như là tôi lĩnh vực là tiếng Nhật. Bây giờ tôi nói chuyện với một người về tiếng Anh, hoặc là nói chuyện với một người về tài chính, nói chuyện với một người về thể thao sẽ thấy thú vị hơn là nói chuyện với người cùng cái ngành của mình. Ý của câu này là như thế nhá. Ngoài cái từ ibuya ấy, các bạn còn có một số từ khác đi với lại chữ dị. Ví dụ các bạn sẽ có từ từ ibunka là cái nền văn hóa khác, hay các bạn có từ iminzoku là cái dân tộc khác. Iminzoku có thể người ta sẽ hỏi lại dưới dạng từ khác. Chữ số 1 là chữ nghịch. Thông thường cái chữ nghịch này nó sẽ mang tính chất là ngược. Ví dụ như là các bạn có từ phản tác dụng ấy. Này, nó sẽ là từ gyaku koka. Nha, có nghĩa là tác dụng ngược lại. Các bạn lưu ý là đừng dùng từ phản nhé. Phản hiệu quả là không chính xác, người ta dùng gyaku koka. Hoặc là các bạn có từ Gyaku hoko có nghĩa là cái hướng ngược lại. Số 3 này, chữ này rất là quen thuộc rồi, đây là chữ phó. Thì những từ mà đi kèm với nó mang tính chất là phụ hoặc là phó đúng nhỉ? Ví dụ các bạn có từ fukusayo là tác dụng phụ, hay là chúng ta có từ fukusacho là phó giám đốc. Số 4, đây là chữ lý. Thì thông thường cái chữ này nó hay đọc dưới dạng âm kunyomi khi ghép với lại từ. Ví dụ các bạn có từ ura gaeshi chẳng hạn, hay lật ngược lại này, hay là uragaki. Câu số 12, sono mise wa yoi shinamono gì đó teikaku de utteiru. À đây là kakaku nhé, kakaku. Cái cửa hàng đó ấy, nó đang bán những cái mặt hàng tốt bằng một cái mức giá. Các bạn thấy tất cả những cái chữ nó đều mang tính chất na ná nhau, thì chúng ta hiểu là với cái mức giá thấp, với mức giá rẻ đúng không? Cái khó ở đây ấy, là các bạn sẽ phân vân giữa số 2 với số 4. Số 2 là chữ an có nghĩa là rẻ, và số 4 là chữ d có nghĩa là thấp. Thì các bạn phải lưu ý là cái môn đai này là môn đai mà chúng ta sẽ phải dựa vào nghĩa và cũng như cái từ mà người ta cho sẵn. Từ kakaku ở đây thì các bạn bắt buộc phải dùng chữ số 4 t. T kakaku có nghĩa là cái giá thấp nhá, các bạn không được dùng chữ an là sẽ không chính xác đâu. Đúng là 4 này. Thì cái chữ d này khi mà nó đứng trước các từ nó sẽ tạo ra sắc thái là thấp. Ví dụ các bạn có thể có từ t ketsuatsu là cái huyết áp thấp, hay là các bạn có từ T kiatsu là khí áp thấp,
TD Beru là cái level thấp, trình độ thấp. Số 1 này, đây là chữ bán. Thông thường chữ bán này khi đứng trước một từ ấy, nó sẽ mang nghĩa là nửa. Ví dụ chúng ta có từ Hanseki. Hanseki là nửa thế kỷ. Đấy. Hoặc các bạn có từ Hantome. Các bạn biết rồi, từ Tome có nghĩa là trong suốt. Thì Hantome nó là trong mờ. Có nghĩa là nó không trong suốt hoàn toàn, nhưng mà nó cũng không kiểu như là đục hoàn toàn, mà nó mờ mờ. Số 2, chữ An. Chữ An thì thông thường ít khi nó tạo ra cái từ ghép dưới dạng gồ kê xe như này nhá. Số 3 này, đây là chữ tiểu. Thông thường chữ tiểu này nó sẽ tạo âm ghép mang nghĩa là nhỏ. Ví dụ các bạn có từ Kotori, con chim nhỏ, con chim non này, hay là các bạn có từ Kobako, cái hộp, đúng không? Cái hộp bé này, hay là có từ Kobeya. Câu số 13. Untemenkyo nado kao shachin no mibun shomesho misete kudasai. Hãy xuất trình cái giấy tờ tùy thân. Mà đây các bạn thấy đằng trước có từ kao shachin có nghĩa là cái ảnh ảnh mặt đấy, đúng không nhỉ? Chẳng hạn như là giấy phép lái xe. Các từ như là tashi no se Tsuki hay là Fukumi thì chắc chắn là chúng ta phải chọn mấy đây? Số 3 đúng không nhỉ? Có nghĩa là đính kèm, gắn kèm. Đấy, ví dụ như là ở bằng lái xe hay là ở giấy chứng minh thư nhân dân của chúng ta, căn cước công dân ấy, nó có đính kèm ảnh thì các bạn sẽ dùng cái phương án này nhé. Còn các phương án như là số 1, số 2 hay số 4 thì nó không dùng trong trường hợp như này. Đấy. Chúng ta sẽ không lựa chọn là thêm vào hay là đăng tải hoặc là bao hàm, bao chứa, mà các bạn phải dùng cố định cái phương án này. Rồi chúng ta sang môn đai số 4 là môn đai từ vựng. Tìm gì nhỉ? Tìm từ phù hợp này. Câu 14. Shokuba kankyo no môn đai nitsite wa kaisha to no nanani no kekka kaizen shite moraeru koto ni natta. Về cái vấn đề môi trường làm việc ấy, thì kết quả của cái gì đó với công ty thì chúng tôi đã được nhận được cái sự cải thiện. Nào các bạn thấy nhá, các bạn thấy có này, về một vấn đề gì đó cũng như là với cái gì đó đúng không, thì chúng ta dùng từ nào? Số 1, kosho là Hán tự là giao thiệp, có nghĩa là thương lượng, đàm phán, hợp lý đúng không? Chúng ta chọn được phương án số 1 là phần chính xác. Đàm phán với công ty, thương lượng với công ty, trao đổi với công ty về vấn đề đó. Câu số 2 là gì đấy? Juju. Juju có nghĩa là cho nhận, giao nhận, trao đổi. Không phải nhá. Câu số 3 là tsuwa có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là nói chuyện, gọi điện, nói chuyện. Hán tự là chữ thông và chữ thoại. Chẳng như là có từ tsuwa nayo có nghĩa là cái nội dung cuộc nói chuyện điện thoại đấy. Không chính xác. Và số 4 là shutsugan có nghĩa là nộp đơn. Ví dụ như là mình muốn xin học bổng thì mình sẽ là shogakukin wo shutsugan suru, có nghĩa là mình nộp đơn xin học bổng. Ở đây chính xác nhất phải là số 1 mới là phù hợp. Câu số 15, các phương án đều là katakana này. Kono kikaku wo seikou saseru ni wa ikutsu mo no kadai wo jiro shinakereba naranai. Để làm thành công cái kế hoạch này thì phải nhiều cái thách thức, nhiều cái vấn đề phải làm sao đó, những cái thách thức. Các bạn thấy ở đây có từ là nanani o, à kadai o, nanani đúng không? Chúng ta sẽ xem từ nào nhé. Từ số 1 là canceru. Canceru từ này sẽ là một từ rất quen thuộc của chúng ta rồi. Đây, từ này sẽ là chữ cancel đúng không? Có nghĩa là hủy bỏ này. Không phải. Từ số 2 là clear. Tiếng Anh cũng một từ quen thuộc, clear hoặc là dầu gội đấy. Có nghĩa là các bạn hay nghĩ cái từ clear này mang nghĩa là rõ ràng, nhưng mà ngoài cái nghĩa là rõ ràng theo kiểu tính từ đó, nó còn có thể dùng như động từ đấy, và nó có nghĩa là hoàn thành hoặc là vượt qua. Thì ở đây chúng ta sẽ phải lựa chọn phương án số 2 nhé, nó là phương án phù hợp, có nghĩa là vượt qua thử thách, vượt qua các cái vấn đề đó. Số 3, các bạn có từ Kato. Kato này,
có nghĩa là cắt hoặc là cắt giảm. Số 4 là Brazil, Brazil là brush, bàn chải hoặc là chải quét, không phải. Đúng ở đây phải là số 2, clear. Thì chúng ta sẽ ôn kỹ thêm một chút. Ví dụ như là từ cancer rự thì đi với từ gì? Các bạn có thể dùng một số từ đi kèm với nó, chẳng hạn như là từ người ta sẽ dùng là hủy, điều gia cự. Đây, hủy đặt trước này, hoặc là hủy gia cư sau cự, hủy hẹn này, kê gia cự, hủy hợp đồng. Clear. Ngoài cái cách dùng như là gì nhỉ, như là động từ thì nó còn có thể dùng như là một tính từ nhá. Ví dụ như là các bạn có từ Cliana Neiro, một cái âm sắc rất là rõ ràng, trong trẻo. Cắt tội, cắt giảm cái gì nhỉ, có thể dùng là cắt giảm chinging, cắt giảm lương, hoặc là cắt tóc mái, maegami, giống từ kiru. Brazil thì chúng ta có từ, ví dụ như là từ queso Brazil. Đây, có nghĩa là cái để quét, cũng tự nhiên quên mất. Mấy bạn nữ các bạn hay trang điểm ấy, các bạn hay dùng để quét phấn đấy. Không phải là từ chuyên ngành cho nên là cũng không rõ lắm. Tiếp theo câu số 16 này. この camera は小型だが通常のモデルに比べて性能がいるわけではない。Cái máy ảnh này thì cỡ nhỏ, nhưng mà so với các dòng thông thường ấy thì cũng không hẳn là cái tính năng nó bị sao đó. Rồi chúng ta cùng xem các từ người ta cho nhá. Chizinde, arete, sizinde và otote. Bây giờ các bạn thấy ở đây có từ seno là tính năng, đúng không? Vậy nó đi với từ nào? Chúng ta quan sát từng từ một. Đầu tiên, chizinde từ gốc sẽ là chizimu. Từ này có nghĩa là co lại, co ngắn, ngắn lại. Nó có thể dùng, ví dụ như là các bạn dùng từ vải này. Vải nó bị co lại này, đúng không? Hay là cái áo len khi giặt ấy, nó bị co lại, cũng dùng từ này. Hay là tuổi thọ này, tuổi thọ ngắn lại, cũng dùng từ này nha. Đây không phù hợp với từ tính năng. Từ số 2, một động từ rất quan trọng của từ vựng N2, hán tự là chữ hoang. Aderu có nghĩa là nhiều nghĩa. Ví dụ như là đi với biển chẳng hạn. Umiga, aderu có nghĩa là biển động, biển nổi sóng dữ dội đấy. Đi với cái khu vườn này, là khu rừng chẳng hạn, nó nghĩa là hoang hóa, không có nhiều cây, kiểu như là bị bỏ hoang này, không có người chăm sóc. Sekatsu ga areru có nghĩa là cuộc sống rất là khó khăn. Đấy. Te ga areru, tay thì sao? Tay có nghĩa là tay khô nhá, tay thô ráp, không phải đi với từ seno được. Số 3, các bạn có từ shizumu, chữ Hán là chữ trầm. Từ này có cách dịch là gì nhỉ? Ví dụ hune ga shizumu là con thuyền nó bị chìm, đúng không? Đấy. Hay là các bạn có từ yuhi chẳng hạn này. Yuhi ga shizumu là cái mặt trời nó chìm, đúng nhỉ? Mặt trời nó lặn đấy. Hay là từ gì nhỉ? Hay là từ jibang là nền đất. Nền đất nó trũng. Ngoài ra thì shizunda koe là cái giọng trầm nhá. Ví dụ như giọng sensei là người ta gọi là giọng trầm đấy. Không biết là có thật không? Hay là shizunda kane no oto là cái tiếng chuông chùa nó trầm. Đây cũng không phù hợp với lại từ seno. Vậy thì chỉ còn duy nhất số 4 thôi. Số 4 là các bạn có từ gì đấy? Các bạn có từ chữ Hán là chữ liệt, có nghĩa là thua kém, tính năng thua kém. Chính xác, đúng nhỉ? Mặc dù cái máy ảnh này cỡ nhỏ nhưng không phải là tính năng nó bị thua kém gì so với lại những cái dòng bình thường. Ngoài cái từ seno ấy, từ này nó còn đi với những cái từ mang tính chất như là nô điếu cự, năng lực, hay là gì nhỉ, hay là giá trị, vân vân. Tiếp theo câu số 17. Chichi wa
手術後、医者も驚くほど回復した。Câu này có thể nói là một trong hai câu khó nhất của đợt thi tháng 7 năm 2022. Rất là nhiều bạn thấy lạ câu này. Bố tôi thì sau khi phẫu thuật ấy đã phục hồi đến mức mà bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Thì chúng ta nếu như tiếng Việt chúng ta sẽ dùng là phục hồi gì đấy? Phục hồi một cách nhanh chóng đúng không? Phục hồi một cách kỳ diệu kiểu thế. Vậy thì từ nào mang nghĩa như vậy? Thì đó là phương án số 1 nhá. Nhưng mà từ này lại hơi lạ với các bạn N2. Gekiteki. Các bạn thấy này, Hán tự nó là chữ kịch đúng không? Đấy. Màn kịch thì rất là kịch tính, rất là ngoạn mục. Thì cái chữ Gekiteki này nó dùng để chỉ gì nhỉ? Nó dùng để chỉ cái sự cái cảm giác. Đấy. Và chúng ta cảm thấy cảm động hoặc là cảm thấy căng thẳng, cảm thấy xúc động như khi chúng ta xem kịch vậy. Gekiteki có nghĩa là ngoạn mục hoặc kịch tính các bạn nhé. Hồi phục một cách ngoạn mục. Số 2 là cặc bết xứ nhị là đặc biệt. Cái từ này nó giống gần giống từ tục bết sự. Ví dụ như là cặc bết sự là đồ điều cự, có nghĩa là cái sự nỗ lực một cách đặc biệt. Hay là kyo cặc bết sự atsui là hôm nay đặc biệt nóng. Không phải. Shinken nhị giống từ majime nhị, có nghĩa là nghiêm túc. Ví dụ như là shinken nhị kangaeru, shinken nhị benkyou suru, shinken nhị hataraku là làm những cái đó một cách nghiêm túc. Không phải. Kyodai, kyodai đây là chữ cường và chữ đại, có nghĩa là lớn mạnh hùng mạnh. Ví dụ kyodai na teki là kẻ địch hùng mạnh. Không phải. Đúng đây phải là số 1, nhưng mà câu này vẫn là câu khó. Đây, đi kèm với từ kai fuku. Tiếp theo câu số 18. Câu 18 chúng ta có này, この system を利用するにはインターネットに何々しているパソコンが必要です。Để mà sử dụng cái hệ thống này ấy, thì chúng ta sẽ cần cái máy tính mà internet. Vậy thì chắc chắn ở đây mọi người thấy là có từ internet tối nhị, mọi người đoán ngay sẽ phải dùng từ接続 đúng không? Là kết nối. Chúng ta chọn phương án số 3 là phần chính xác. Phương án số 1 totatsu. Totatsu là đi đến, đạt đến. Thông thường nó sẽ dùng với trợ từ nhị và đằng trước sẽ là những cái từ chỉ địa điểm nhé. Ví dụ như là các bạn có từ Sancho. Này. Đi tới đỉnh núi này, lên tới đỉnh núi này, hay là đặt chân lên mặt trăng ấy, dùng từ tsuki này, tsukini totatsu suru. Ngoài ra thì có thể đi với một số cái từ trừu tượng như là đạt được, được kết đi đến kết luận này, hay là đạt được mục tiêu, mục cơ hiệu. Số 2, chữ Hán là chữ phó và chữ thuộc. Vậy chữ này đọc là trực thuộc hoặc gắn liền đi kèm. Ví dụ như là chúng ta có từ đại gaku ni phuzoku suru byouin, có nghĩa là cái bệnh viện mà trực thuộc cái trường đại học, chẳng hạn như là chúng ta có bệnh viện của Đại học Y Hà Nội đấy, thì cái bệnh viện đó ấy, nó là một phần của cái trường Đại học Y Hà Nội, chúng ta dùng từ này. Hoặc các bạn có thể dùng từ phuzoku hình chẳng hạn, các linh kiện, các phụ kiện đi kèm gắn liền. Setsuzoku có nghĩa là kết nối này. Michaku là gì đấy? Gắn liền, gắn chặt. Chẳng như là Seikatsu ni michaku shita shukan. Cái thói quen mà đã gắn liền với đời sống. Đấy. Không tách rời được khỏi đời sống ấy. Thì sẽ dùng. Ở đây chúng ta phải chọn phương án số 3 nhé. Câu số 19. Một câu về động từ phức. Arubaito no boshu wa 3 gatsu matsu de nanen ni no de mo obo wa dekimasen. Cái việc tuyển dụng nhân viên làm thêm, làm part time thì bởi vì gì đó vào cuối tháng 3 cho nên là không thể ứng tuyển được nữa. Toriharata, uchikeshita, shimekita và Hikihanashita, một câu này chắc là nhiều bạn sẽ đã làm được bởi vì người ta đã từng hỏi trong thi N3 rồi, đúng không? Có cái thời hạn như này thì chắc chắn nó là hạn cuối vào lúc đó, đóng chốt vào lúc đó phải dùng từ shimekiru. Động từ phức sẽ là shimekita. Đấy, một số 3 nha. Cái việc tuyển dụng nhân viên làm bán thời gian ấy vì đã đóng, đã chốt vào cuối tháng 3 rồi cho nên là không ứng tuyển được nữa. Từ số 1, Torihara có nghĩa là dỡ bỏ, tháo dỡ. Ví dụ như là cái giàn giáo ấy,
Đấy, Ashiba Ô Torihara là tháo dỡ cái giàn giáo ra này. Uchikesu có nghĩa là phủ nhận, bác bỏ, nó sẽ đi với từ Uwasa. Từ này đã từng được hỏi ở trong thi rồi. Uwasa Uchikesu có nghĩa là bác bỏ, phủ nhận cái lời đồn đại. Hikihanasu có nghĩa là chia cắt, chia tách. Ví dụ như Tadi no Naka, cái mối quan hệ của hai người, chia tách nó ra thì dùng từ này. Không đúng. Câu 20. Đây là cũng là một câu có thể nói là câu tương đối khó ở trong cái môn đa số 4 này. Là một câu về từ láy, nhưng mà cái từ các bạn sẽ thấy hơi lạ nên có thể các bạn sẽ chưa chọn được chính xác khi làm bài. Gaido no ushiro tsuakyaku tachi ga tsuite arui teiru. Các khách tham gia tour ấy, họ đi đúng không? Họ đi theo phía sau hướng dẫn viên thì dùng từ nào mà phù hợp với lại dạng chi đề à? Các bạn có từ đầu tiên goku goku. Goku goku có nghĩa là ứng ực, nó dùng để diễn tả cái việc uống nước nhé. Đi với từ nomu chứ không phải là đi với từ chi đề à này. Từ số 2 zoro zoro. Zoro zoro có nghĩa là lê thê, lẽo đẽo, lườm lườm. Nó diễn tả gì nhỉ? Nó diễn tả việc mà đi theo đấy, một cái hàng dài, lững thững theo một cái đối tượng nào đó. Đây là phù hợp đúng không? Chúng ta chọn 2. Từ số 3, gishi gishi. Gishi gishi có nghĩa là cót két. Đấy, cái tiếng động nó phát ra nó cót két. Ví dụ như là cái sàn nhà hoặc là cái giường ấy, nó kêu cót cá cót két thì dùng, các bạn dùng từ gishi gishi này nhá. Gishi gishi oto ga suru. Động từ thì nó sẽ đi với lại từ naru, có nghĩa là kêu. Từ số 4 là jime jime. Từ này chắc là quen hơn, có nghĩa là ẩm ướt bí bách. Ví dụ như là jime jime tochi có nghĩa là cái mảnh đất nó ẩm này. Hay là gì nhỉ? Hay là jime jime toshita hanashi có nghĩa là cái câu chuyện nó đi vào ngõ cụt, nghe rất là khó chịu. Không phải. Chúng ta sang môn đai số 5 là môn đai từ đồng nghĩa. Câu 21. Shōtotsu shisō ni natte shimatta. Từ được cái chân đọc là shōtotsu, Hán tự là xung và đột, có nghĩa là xung đột, va chạm. Suýt nữa thì va chạm. Thì chúng ta dùng từ nào đây? À, shōtotsu sẽ giống như là butsukaru. Các bạn chọn từ số 1. Butsukari so ni. Số 2, ojiso ni có nghĩa là suýt nữa thì rơi, hay là kowashi so ni là suýt nữa thì làm hỏng. Yaburi so ni là suýt nữa thì làm rách. Không đúng. Câu số 22. Kare ni wa sai san onegai shiteimasu. Từ được gạch chân là từ sai san, Hán tự là chữ tái và chữ tam. Có bạn sẽ thấy là nó có chữ tam có nghĩa là ba, các bạn nghĩ là ba thì là vài. Các bạn chọn phương án số 2 hoặc là 1. Đấy, tamani là đôi khi, thỉnh thoảng, hay là nan do ka là một vài lần. Nhưng rất tiếc không phải nha, sai san là bằng nan do mo, có nghĩa là nhiều lần. Đấy. Sam bằng là chính xác. Tôi gì nào? Tôi nhờ anh ấy rất là nhiều lần, chứ không phải là thỉnh thoảng hay là vài lần hay là luôn luôn nhá. Nhiều lần không đồng nghĩa với luôn luôn. Đấy, luôn luôn nó diễn tả cái tần suất kéo dài đúng không? Từ nan đô mộ diễn tả cái số lần nó nhiều, khác nhau. Câu số 23. Kare ga itteru koto wa detarame da. Cái điều mà anh ta nói ấy, nó để tarame, để tarame nó là nhảm nhí vớ vẩn, không có căn cứ. Vậy thì cái từ nào đồng nghĩa với nó đây? Số 1 là warukuchi là nói khấu, nói xấu hoặc là ác khẩu, không phải. Wagamama là ích kỷ, không phải. Uso là dối trá, linh tinh, vớ vẩn, đúng rồi. Jima là tự mãn, kiêu căng, không phải. Đúng là Samba, Uso. Câu số 24. Sumimasen. O kanjo onegai shimasu. Kanjo, chúng ta sẽ có từ này mang nghĩa là thanh toán, tính tiền đúng không? À, xin lỗi, vui lòng tính tiền giúp tôi. Vậy thì từ nào đồng nghĩa nào? Từ số 1 là chumon là đặt hàng hoặc gọi món, không phải. Số 2 là kaike là thanh toán, tính tiền, đúng rồi. Yoyaku là đặt trước, haitatsu là chuyển hàng, ship hàng. Đúng là 2 nhá. Kaike này. Câu số 25.
Inu itsumo yori sawagashi. Hôm nay con chó nó sawagashi, nó ồn ào hơn mọi khi. Từ này có kanji. Sawagashi. Đây. Chữ tao có nghĩa là ồn ào. Kanashi là buồn, shizuka là yên tĩnh, yên lặng. Tanoshi là vui và urusai là ồn. Đúng ở đây phải là yombang, số 4. Rồi chúng ta sang môn đài cuối cùng. Môn đài số 6. Phần cách dùng từ. Câu 26 này. Từ này hán tự là chữ ôn, là chữ hậu đúng không? Đọc là ôn cô. Từ này có nghĩa là ấm áp, dễ gần nhá. Nó chỉ cái tính cách con người. Đấy. Thì các bạn sẽ xem cái từ nào phù hợp nhỉ? Câu số 1 này. Ông chú ấm áp, ông chú dễ gần thì được mọi người yêu mến. Đúng rồi. Chính xác của chúng ta là một. Với hinto là đằng sau là một từ chỉ người. Câu số 2. Trong chuyến du lịch ấy thì dù đi đến đâu cũng nhận được cái sự chào đón ấm áp. Cái này các bạn sẽ nghĩ là chính xác đây này. Hồi đi thi về có một số bạn bảo là em chọn hai, em thấy là cũng hợp lý mà. Thật ra cái môn đai này nếu các bạn chỉ dịch nghĩa tiếng Việt ra thì cái nào cũng hợp lý. Nhưng mà rất tiếc là ôn cô na không đi với lại từ kang ghê. Đấy, muốn nói là chào đón một cách nồng nhiệt, ấm áp ấy, các bạn dùng từ atatakai. Mới chính xác. Đây. Trong chuyến du lịch dù đi đến đâu cũng nhận được cái sự chào đón nồng nhiệt, ấm áp, cho nên là tôi rất là vui. Câu số 3 này. Hôm nay hình như là cái nhiệt độ nó hạ xuống nên là cần phải có một cái áo khoác ấm áp. Cái này phải là áo gì đấy, áo ấm đúng không? Atatakai chứ không phải là từ này nha. Ấm áp ở đây mang nghĩa là tính cách con người, nhớ nhá. Hoặc là một cái áo dày chẳng hạn. Atsui. Câu số 4 này. Vào những ngày có tuyết rơi thì tôi muốn uống súp ấm áp. Không phải đúng không? Tôi muốn uống súp ấm, có thể dùng từ atatakai. Hoặc là tôi muốn uống súp nóng, atsui. Tiếp theo câu 27. Đây là chữ chọc, có nghĩa là đục. Từ này đọc là nigoru. Đấy. Nigoru này nó có nghĩa là đục nước. Nó không phải là trong suốt cho chúng ta nhìn thấy nữa, mà rất là nhiều bùn đất. Nó gì nhỉ? Nó khiến cho cái nước nó màu nó trở nên xỉn cả. Dùng từ này nhá. Hoặc ngoài ra nó có thể dùng với nghĩa là cái bầu trời nó mờ mịt. Đấy. Nhiều bụi khói. Giọng khàn cũng có thể dùng cái từ này. Câu 1 này. Vì cái sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong phòng mà cửa sổ nó đục. Không ai nói là cửa sổ nó đục cả đúng không? Cửa sổ nó làm sao? Cửa sổ nó bị mờ nhá. Thì các bạn phải dùng từ kasumu. Kasunde. Đấy. Ví dụ như là những ngày trời mùa đông ấy, bên ngoài thì lạnh còn trong phòng thì ấm ấy, thì nó sẽ có những cái lớp sương nó phủ, nó khiến cho cái cửa sổ nó bị mờ. Thì các bạn phải dùng từ này nhá. Đây, kasumu. Kasunde. Câu số 2. Hôm nay bầu trời đang đang đục một cách tối tăm bởi mây. Nãy các bạn nghe thấy từ bầu trời mờ mịt đúng không? Các bạn nghĩ cái này đúng đúng không? Nhưng không phải nha các bạn nhá. Nó sẽ không dùng dạng thức là kumo de kuraku nigoteru như thế này. Đấy. Cái này thì các bạn có thể dùng từ đơn giản thôi, đó là kyoa sora ga kumo de kuraku natteru. Có nghĩa là bầu trời trở nên tối đúng nhỉ? Vì có nhiều mây bao phủ. Chứ bạn không dùng là kuraku nigoru như này là sai. Còn cái bầu trời mờ mịt đi với nigoru nó kiểu như là nhiều khói bụi nó bay lên quá nó gây ra. Câu số 3. Shibaraku aratte inai no de kuruma ga nigoteru. Bởi vì lâu rồi không có rửa cho nên là cái ô tô nó bị đục. Này phải ô tô nó bị bẩn đúng không? Dùng từ yogoreru. Yogorete. Câu 4 này. Vì mưa to mà nước sông nó đục màu gì đấy?
Màu chairo là màu nâu. Đúng rồi. Chính xác nhá, nói về cái chất lỏng và màu sắc đi kèm. Đấy, thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 4. Tiếp theo câu số 28. Hán tự của chúng ta là chữ thế và chữ đại. Từ này đọc là xê đài, có nghĩa là thế hệ. Thông thường cái từ này các bạn sẽ đi kèm với một số cái từ mang tính chất tương đối là cố định, chẳng hạn như là từ Wakai Sedai chẳng hạn. Wakai Sedai có nghĩa là thế hệ trẻ này, hay các bạn có từ Do Sedai là cùng thế hệ với nhau. Đấy. Hay là gì đấy, hay là Sedai ga Kawaru, cái thế hệ thay đổi. Chúng ta cùng xem câu số 1. Bởi vì anh hoặc chị Noguchi ấy mới trong độ tuổi 20 thôi, cho nên không thể nói là đang sê đai. Cái này chắc chắn là vô lý đúng không? Theo như cái câu này người ta cho ấy, thì người này là đang trong độ tuổi 20 đấy, 20 đến 29 đấy, thì không thể nói là người ta già. Thì cái này phải dùng từ gì đấy? Phải dùng từ toshi đúng không nhỉ? Người ta mới hai mấy mà đã nói người ta già là không được. Bây giờ tôi ba mấy cũng không nói tôi già, tôi vẫn còn trẻ lắm. Câu số 2 này. Ở bữa tiệc mấy hôm trước thì có rất là nhiều người ở cùng thế hệ với tôi, cho nên là câu chuyện rất là sôi nổi, rất là rôm rả. Đúng rồi, các bạn chọn 2 nhá. Nó không dùng từ do sedai mà nó dùng onaji sedai. Đây, dấu hiệu đây. Câu số 3. Anh chị Aoyama ấy thì đang làm giáo viên tiếng Nhật bây giờ là như thế, nhưng thật ra có cái thế hệ giáo viên tiếng Anh rất là dài, chả ai nói như thế đúng không? Có cái kinh nghiệm đúng nhỉ? Này dùng từ career. Từ này hơi khó, cái này các từ vựng N1. Các bạn có dùng từ career hoặc là từ kereki. Kinh nghiệm làm gì đó của một người. Câu số 4 này, không chỉ là cố gắng trong công việc mà còn Sumimo Tanoshinde có nghĩa là còn tận hưởng các cái thú vui. Tôi muốn sống một cái thế hệ thỏa mãn, không ai nói thế đúng không? Tôi muốn sống một cuộc sống, có thể dùng từ Sekatsu, một cuộc sống thỏa mãn trọn vẹn này, hoặc là một Jinsei, một cuộc đời. Rồi chúng ta sang câu số 29. Hán tự của chúng ta là chữ phổ và chữ cập. Từ này đọc là Fukyu. Phổ cập. Phổ cập này nó thông thường ấy, nó dùng cho những cái gì nhỉ? Nó dùng cho những cái máy móc thiết bị mang tính chất tương đối hiện đại, ví dụ như là aircon, pasokon, kê tai denwa, những cái đó nó lan rộng, nó đến các gia đình thì các bạn sẽ dùng cái từ Fukyu. Ngoài ra thì nó có thể dùng như một tha động từ, ví dụ như là làm phổ cập, làm lan rộng một cái lý luận mới thì chúng ta cũng có thể dùng nhá. Shinrido fukyu suru. Hoặc có cái từ ghép đấy là fukyu ritsu, có nghĩa là tỷ lệ phổ cập. Đấy, như ban nãy có liệt kê đúng không? Những cái thiết bị máy móc ví dụ như là máy tính này, hay là aircon này, kê tai denwa này, những cái mà trước đây rất là khó để sở hữu thì bây giờ như ở Việt Nam mình rất là dễ đúng không? Kê tai denwa ga fukyu suru. Đây, chúng ta cùng xem nha. Câu số 1. Cái lời đồn đại không tốt nó đang phổ cập nên là hãy cẩn thận. Các bạn nói lời đồn đại phổ cập hết đúng không? Cái này các bạn sẽ dùng từ gì? Đi bị ua xạ, có thể dùng là lời đồn đại nó đang lan rộng này. Hiromatte. Có thể dùng Hirogate. Cũng có thể dùng từ Nagarete. Đây. Câu số 2. Bởi vì có vẻ như là cái đồ uống ấy nó đã phổ cập tới tất cả mọi người, cho nên là nhờ gì đây nhỉ? Nhờ anh Mori đấy, đứng lên để bảo mọi người cạn ly. Không phải, đồ uống như thế này chúng ta không dùng nhá.
Từ này các bạn phải dùng từ gì? Các bạn phải dùng từ yuki wataru. Yuki watata có nghĩa là nó đến tay hết mọi người. Câu số 3. Gần đây điện thoại phổ cập cho nên là điện thoại di động chứ, gần đây điện thoại di động phổ cập nên là cũng có những gia đình mà không để điện thoại bàn ở trong nhà. Đúng rồi, sam bàn là chính xác. Hinto của chúng ta là từ kê tai denwa. Câu số 4. Từ tuần trước ấy thì cái dịch cúm nó phổ cập cho nên là trường tiểu học thì quyết định cho nghỉ. Cái này phải dùng từ gì các bạn? Với dịch cúm các bạn phải dùng từ ryuko nhá. Đây, từ này. Hoặc các bạn dùng từ hayaru, hayate. Rồi câu số 30, câu cuối cùng. Shōjiru, từ này được hỏi mấy lần rồi các bạn nha. Shōjiru có nghĩa là phát sinh, nảy sinh. Thông thường nó sẽ đi kèm với những từ mang tính chất có thể là tốt, có thể là xấu. Một số từ mang tính chất xấu này, ví dụ như là mondai này. Đấy. Nảy sinh cái vấn đề này, nảy sinh cái gokai, nảy sinh cái hiểu lầm, đúng không? Nảy sinh, phát sinh cái ga sự jiko, tai nạn, đúng nhỉ? Còn có thể là đi với lại cái tốt, chẳng hạn như là từ kangae, nảy ra một cái suy nghĩ này. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là một cái dieki, lợi ích. Và chúng ta cùng xem câu số 1. Ở hệ thống mail nó nảy sinh vấn đề cho nên là mail không gửi được. Đúng rồi. Các bạn thấy luôn có từ mondai thì các bạn sẽ chọn một làm phương án chính xác. Câu số 2 là gì nhỉ? Butter ya cheese wa gyūnyū kara shōjiru. Bơ hay là phô mai ấy, nó phát sinh từ sữa, không ai nói như thế đúng không? Nó được làm từ sukurareteiru. Câu 3. Ngày hôm qua chị tôi đã đứa con thứ hai đã phát sinh, không phải chị tôi sinh đứa thứ hai hay là đứa thứ hai đã được chị tôi sinh ra, phải dùng từ umareta nha. Câu số 4 này dù có nghĩ như thế nào đi chăng nữa ấy, thì cái ý tưởng hay cũng không thể nào sinh ra, không phải. Các bạn phải dùng từ deny, không xuất hiện, hoặc là từ không omoitsukanai, không nảy ra được thì mới chính xác. Như vậy đúng đây phải là một. Thì đó là cái phần thi, đó là cái phần chữa đề tháng 7 năm 2022 của chúng ta. Các bạn hãy cố gắng xem kỹ video, xem là những cái chỗ nào còn sai, còn thắc mắc thì có thể tua lại hoặc là đặt câu hỏi bên dưới nhá. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Và nếu như các bạn mong muốn được tham gia các khóa học trực tuyến với Sensei, được tương tác trực tiếp theo dạng như là Sensei hỏi bài và các bạn sẽ trả lời, thì các bạn có thể nhắn tin cho fanpage Ánh Sensei hoặc là comment ở bên dưới, Sensei sẽ liên hệ với các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.